Rồi, xin chào mọi người nha. Bữa nay Trinh đi tới một cái chỗ mới trên cầu nha mọi người. Bãi mới. Đây có lùm rau nhút nè. Nó có một cái lỗ trống ở giữa đó mọi người. Lỗ trống đó đó. Trinh sẽ câu cái lỗ này. Kiếm Hugo nha. Bây giờ Trinh lôi cái xuồng vô trong cái chỗ rau nhút này. Trinh để cố định cái xuồng rồi trên cầu. Đây trên câu cái mẫu lưỡi trứng rùa lai nha mọi người. Đó, lưỡi này bữa giờ trên câu rất là hiệu quả luôn á. Câu nhớ thật trên cũng không cần tóm leader đâu nè, cũng cũng cộng dây tơ trên máy xuống luôn nha. Đây trên chỉ cho mọi người cách tóm. Nè, để mở ra như vậy nè, đó, đơn giản. Đây, cột cái thòng lọng như vậy nè mọi người. Tóm cái thòng lọng như vậy nè. Rồi cái này là cái thẻo. Thẻo câu á. Bỏ vô. Này, cái thòng lọng này nè. Xỏ vô cái thẻo câu này. Đó. Rồi xong luôn cái lưỡi câu qua. Xong, đơn giản nha mọi người. Thôi giờ trên móc nhái vô trên câu. Ở chỗ này trên câu câu quăng được hai đường, đường cặp cặp mé bên trái cái lỗ trống này và một đường mé bên phải cái lỗ trống ở chỗ cái lùm cỏ đó mọi người, cái lùm lục bình chứ, lục bình trôi trôi đó đó, kéo chỗ đó kéo về. Nhưng mà tranh sẽ quăng quăng cho con mồi nó rớt ở trên rau nhút luôn nha, quăng rớt trên rau nhút khoảng tết cách cái lỗ khoảng chừng 5-6 mét vậy, trên kéo về nha mọi người, dụ cá trong rừng nhút ra. Cái lỗ này cá lóc trên không biết có không chứ cá tra là trên thấy nó lên quá trời nha. Nãy giờ trên ngồi đây trên thấy nó lên nó gọn quá trời luôn. Con cũng nói chung cũng không bự lắm, con tầm 3-4 kg đó, con đó con nó nhỏ. Đó, cái ta lên bự chứ, con nó bự. Đó, giờ trên câu nha. Quăng ra rau nhúc mọi người, kéo từ từ xuống. Nhấp nhấp cho cá trong rừng nhúc nó theo nó ra ngoài trống này. Thường đó nó ra ăn cách cái bìa rau nhút nó khoảng 1-2 mét. Rồi bây giờ cũng 10 giờ mấy rồi mọi người. Sáng giờ tranh câu có chỗ này à. Cá nó không ăn luôn. Câu hồi nãy câu sáng giờ nó vướng vướng lưỡi trên rỉ đứt hết hai lưỡi. Hai lưỡi rùa lai. Bây giờ trên lôi xuồng lại trên lấy cái lưỡi nha, lấy lưỡi xong rồi trên lên trên trên nghỉ xíu rồi sang chỗ khác câu nữa. Cái chỗ này câu cá nó không ăn à. Rồi chiều nay trên xuống đây trên câu nha mọi người. Ở ngoài đó có cái lùm rau nhút á. Cá nó ở trong cái lùm đó đó, giờ trên ra ngoài đó trên câu nha. Chỗ này hôm bữa trên cũng có câu rồi mà đụng cái nhỏ nhỏ không mọi người. Giờ đi vòng vòng không có chỗ câu nên Trình ghé ra câu lại. Chỗ này câu được rồi mọi người. Gió ở phía ngoài. Phía ngoài vô nó có cái lùm rau nhút nó chặn gió lại. Nên Trình thấy chỗ này nó im nước nè. Kiếm mấy chỗ im nước về câu để có cá hơn.
kéo cặp mé. Ủa, con cá táp rồi nhúc. Mình thấy cá táp luôn, rung rung đây nè. Ăn mọi người. Táp hụt mồi với chân. Rồi đớp mọi người. Cá đớp. Đúng, dính rồi. Đó lên, cá bự. Trên cái nặng lắm nha. Đó. Ui. Nhấp trong rau nhúc. Cuối cùng cũng dính rồi mọi người. Con này Hugo cho ta. Bự ghê nè. Đó. Ui. Con này 8 9 lạng ấy. Đã chưa? Tình kéo mấy đường đầu nó táp hụt riết mà. Giờ kéo lại cái dính này. Bự ghê mọi người. Nó đã luôn. Sáng giờ mới được con đây. Bự trứng rùa đai. Dính cứng gắt luôn. Móc hầm trên mà trổ lên luôn. Cá cho bá luôn này. Cái vỏ khô queo từ sáng giờ. Bỏ đi luôn. Rồi giờ trời cũng tối mọi người. Chanh lên. Bữa nay chanh về chứ chanh không có ở lại nha. Cho ngày mai chanh có công việc. Ký hả? Được con nè. Con này ký hả? Con ký không? Ký không?
Nãy lại được chứ. Nãy chanh đón là con này 8-9 lạng nhưng mà được ký nha. Ký hơn luôn. Anh làm kiểu được ký. Thôi clip clip này thời lượng nó ngắn quá nên tranh ghép với chuyến hành trình sau luôn nha mọi người. Thôi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người chuyến hành trình sau nha. Cũng 1 giờ mấy rồi mọi người. Hôm nay Trinh đi xuống đây sớm. Giờ Trinh chèo xuồng lôi xuồng qua khỏi cái lùm rau nhút này nè. Ở trên đó có một cái lỗ trống. Trinh câu ở trên đó nha. Lỗ ngon lắm. Mặt hồ im ghê mọi người. Giờ giữa trưa mà không có gió nha. Nãy Chanh găng tấm bạc trên đó rồi. Trời âm u rồi. Chiều sợ mưa mọi người nên găng tấm bạc. Nước hồ bữa nay rút xuống rồi mọi người. Bữa trước là nước nó ngập trên Mai Dương này nè. Nay nó cạn ra ngoài rồi. Hy vọng là lên đây câu có hung vô nha. Nước nó cạn ra để cá nó cũng ra theo. Bây giờ cá nó ở trong rừng nhút không à. Rồi tới nơi rồi mọi người. Trên câu cái lỗ này nè. Nước chỗ này cũng cạn chứ tầm tới bụng. Rồi, một con đầu tiên. Đây. Đây mọi người. Quăng nãy giờ cũng nửa tiếng à, mới được con này. Cũng được tầm 3 lạng, 3-4 lạng này. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi mọi người. Thì trên câu chỉ được có một con này à. Giờ trên không câu đâu, trên lên. Lên nghỉ ngơi. Câu từ lúc 1 giờ mấy tới bây giờ. Đúng có một con này ăn à. Chỗ này cá nó bị nhát hay sao?
Rồi bây giờ cũng 5 giờ sáng rồi mọi người, Chanh dọn đồ qua chỗ khác trên câu nha. Do chiều qua trên câu chỗ này cá nó không ăn á. Đến một cái chỗ mới. Cái chỗ này Chanh chưa có câu lần nào hết. Chủ yếu là đi xem thử coi có chỗ câu hay không. Đây Chanh mới phát hiện ra được một cái bãi câu mới nha mọi người. Cái lỗ này nè. Ở ngoài đây rau nhút. Rau nhút dày đặc luôn, có cái lỗ giữa. Giờ cũng chắc 7 giờ rồi, 7 giờ sáng nè. Lây quay mới vô được tới cái lỗ này. Câu nha. Rồi sáng nay trên câu không có cá rồi mọi người. Bây giờ trên lên trên nướng cá nha, chiều trên xuống trên câu tiếp. Nấu cơm. Nấu cơm với nướng cá, ăn cá này hồi chiều qua trên câu nè. Thì dòng một chiều nay có cá nha. Có Hugo. Nồi cơm nó sôi rồi. Nồi cơm nè mọi người. Sôi bụp. Cá chín nè mọi người. Trên giờ trên cạo vảy nè. Cạo cái lớp mà vảy trái ra nè. Vậy sạch rồi. Cơm chín rồi mọi người. Bây giờ Chanh ăn cơm thôi. Mua chanh. Cá trắng hê luôn. Đấy, hấp dẫn chưa? Đây có phần lòng này trên cúng chiến sĩ nha. Rồi. Giờ ăn cơm thôi mọi người. Cá chấm muối ớt. Rồi, Chanh mời mọi người nha. Một con mới xuống câu rồi, được con mọi người, cũng nhỏ nhỏ, chắc được 2 lạng. À, cái lỗ câu nè, hồi trưa đây trên chèo ngang trên thấy cái lỗ này ở bên đây, một lỗ nữa mà
anh Nam anh mới xuống cho anh quýnh bên đó rồi. Rồi giờ chanh tiếp tục nữa nha. Bếp luôn rồi. Lên. Một em nữa. Em này nhỏ luôn. Con này nhỏ nữa mọi người. Nhỏ hơn con nãy nè. Ăn nhái bự ghê nha. Cỡ này thả rồi, không có bắt đâu. Mình để đây lát nữa mình thả nha. Để vỏ lát thả. Rồi tiếp tục nữa nha. Mới câu được hai con là thấy chỗ này cá nó dạng lắm. Ông tiêu rồi. Đó đó, còn cá giận mọi người. Rồi khu gô à. Khu gô mọi người. Ui. Khu gô. Có khu gô rồi. Đây. Cái ký anh. Người nãy trên câu cái nó nhào theo. Đã không? Cá mập ghê luôn mọi người. Này con này khoảng 1 ký à. Cuối tuần cũng có Hugo à. Đãi cho mọi người. Chào bá luôn. Hugo. Giờ mới dính đây. Đây. Tới thui luôn. Rồi tới thui rồi mọi người. Bây giờ chanh lên chanh chuẩn bị về thôi.
Thành quả chiều nay của chanh là được ba con nha. Có em Hugo. Ba con. Con này nhỏ quá chanh thả nha. Rồi. Đâu của anh đâu? Đó, không có cái nhỏ nha mà nó đều mà. Ở Nam. Nó đều đều không à? Nam câu buổi chiều không mà được 5 con. Nó đều, đều không? Ừ. Mang đồ đều. 5 con chắc 2 ký à. Ừ. Nghĩ sao con nó 1 ký. Hơn chiều nay kéo được Hugo. Sao ngắn nhỉ ta? Mập lên. Ừ, mập mà ngắn ha. Ừ. Con này cái đầu cho bá là nghĩ sao à? Biết đâu. Ừ, nghĩ sao con thôi thì kết thúc clip tại đây nha. Anh bay con như tối về câu qua nay. Qua được có một con một. Mày canh coi giết biển gì? Ừ. Canh biển cá. Thứ hai là bèo. Còn thứ ba. Thôi chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay cho chanh một like và đăng ký kênh hộ chanh nha. Cảm ơn mọi người xem clip chanh nha. Đây chanh cân cá bự nè mọi người. 1,2 ký nha. Vậy mà chanh đón 1 ký. Này nhìn cá bự tí cũng thấy cá này nhỏ. 1,2 ký nha.